Máy tính dự đoán đội tuyển Việt Nam có gần 80% cơ hội vào vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Theo cách tính xác suất được thực hiện bởi kênh WeGoodBall Foodbank, đội tuyển Việt Nam có đến gần 80% cơ hội tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. WeGoodBall Foodbank là công ty chuyên về thống kê bóng đá, thường xuyên đưa ra những dự đoán và mô phỏng về kết quả các trận đấu quốc tế hay bảng xếp hạng FIFA. Ở vòng loại World Cup năm 2022, trang thông tin này cũng thường xuyên đưa ra các dự đoán về cơ hội đi tiếp của từng đội sau mỗi lượt đấu. Theo đó, ở bảng tính mới nhất sau kết quả của lượt trận thứ 6, ngày 3 tháng 6 tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á, WeGoodBall Foodbank đưa ra kết quả cho thấy đội tuyển Việt Nam có tới 77,88% xác suất lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Đội bóng của huấn luyện viên Park Seo cũng được dự đoán có tới 72% cơ hội vào thẳng vòng bảng Asian Cup và chỉ có 28% nguy cơ phải đá vòng loại thứ 3 để kiếm một suất tham dự giải đấu cấp châu lục này. Bảng tính này được đăng trên mạng xã hội ngay sau khi kết thúc lượt trận thứ 6 tại bảng G ngày 3 tháng 6 với kết quả đội tuyển Thái Lan bị Indonesia cầm hòa 2-2, trong khi đó UAE đại thắng Malaysia 4-0. Chuyên trang về dự đoán này cũng đưa ra các thông số của các đội còn lại của bảng G mà đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu. Trong đó, cơ hội tiến vào vòng loại thứ 3 của các đội này lần lượt như sau. UAE có tới 65,72% cơ hội đi tiếp. Đây là một tỷ lệ khá tốt sau trận đấu đầy thuyết phục của đội bóng Nam Á. Tuy nhiên, trái ngược với cửa sáng rộng mở của đội tuyển UAE, thì đội tuyển Thái Lan chỉ nhận được một con số hết sức khiêm tốn. Đó là cơ hội để họ đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo chỉ có 6,40%. Thảm hại hơn nữa là đội tuyển Malaysia, họ cũng được dự đoán cơ hội đi tiếp còn 1,36%. Riêng đội tuyển Indonesia đã bị loại. Cơ hội tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 của Việt Nam cao thứ 11 trong danh sách sau Nhật Bản, Australia, Syria, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Oman, Liban, Iraq và chủ nhà Qatar. Trong đó, Nhật Bản là đội duy nhất đã cầm chắc suất vào vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022. Ngoài ra, các đội Australia, Syria, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng được nhận định sẽ có 100% cơ hội đi tiếp. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Park Seo vẫn giữ được vị trí số 1 của bảng đấu với 11 điểm. UAE, Thái Lan và Malaysia lần lượt đứng sau cùng với 9 điểm. Nhưng chỉ Việt Nam và UAE còn 3 trận chưa đấu. Malaysia và Thái Lan chỉ còn lại 2 vòng đấu. Việt Nam sẽ cầm chắc ngôi vị số 1 của bảng G nếu giành được 7 điểm trong 3 trận còn lại gặp Indonesia vào ngày 7 tháng 6, Malaysia vào ngày 11 tháng 6 và UAE vào ngày 15 tháng 6.